Cảm ơn quý vị đã giữ nguyên băng tần 18.14 của đài CBN. Và ngay sau đây, Việt Hoàng sẽ đến với quý vị của bản tin đầu tiên của phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin cơn bão Dorian chỉ gây ít thiệt hại ở vùng Caribbean đang tiến tới gần Florida. Bão lốc Dorian chỉ gây ít thiệt hại ở vùng Bắc Caribbean và đang tiến khỏi khu vực này vào tối ngày thứ Tư 28 tháng 8, nhắm tới lục địa Mỹ và có thể tăng cường độ để trở thành bão lốc cấp 3. Tình trạng mất điện và lục lội được báo cáo trên khắp vùng tại quần đảo US Virgin Islands, British Virgin Islands và hai đảo Vieques cùng Culebra thuộc quần đảo Puerto Rico sau khi Dorian thành bão lốc cấp 1 và đánh vào đảo St. Thomas. Thị trưởng Culebra, ông William Solis, nói với hãng thông tấn AP rằng ông rất vui mừng vì không có thiệt hại gì quan trọng để báo cáo và chỉ có một khu vực bị mất điện. Hiện chưa có báo cáo gì về thiệt hại ở British Virgin Islands, nơi thống đốc Architect Jasper nói rằng các toán sửa chữa đã khởi sự dọn dẹp đường xá và xem xét hệ thống hạ tầng cơ sở. Trung tâm bão quốc gia viết tắt là NHC của Mỹ đã có trụ sở đặt tại Miami và nói rằng bão có sức gió tối đa lên tới 80 dặm một giờ, trong khi di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 13 dặm một giờ. Và trung tâm này cũng nói rằng bão Dorian có thể trở thành bão lốc cấp 3 khi tiến về hướng Florida. Kính thưa quý vị, vận tiếp theo cơn bão Dorian, Florida đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão Dorian đang hướng đến. Chiều ngày 28 tháng 8, thống đốc của tiểu bang Florida, ông Ron DeSantis, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tới 26 quận thuộc tiểu bang này về mối đe dọa của cơn bão Dorian trên bờ biển phía đông vào cuối tuần này. Trung tâm bão quốc gia của Hoa Kỳ cho biết, dự báo có lốc xoáy cường độ 3 khi cơn bão vừa xuất hiện trên vùng biển vào Chủ nhật này. Thống đốc Ron DeSantis thông báo, mọi người dân Florida nên chuẩn bị sẵn lương thực dự trữ, nước uống, thuốc và cần có kế hoạch đề phòng trường hợp xấu nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao cơn bão Dorian để thông tin kịp thời cho người dân. Nhà nước sẵn sàng hỗ trợ tất cả các quận theo dọc bờ biển trong công tác chống bão. Cơn bão đang hoạt động ngay ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của Puerto Rico. Trước đó, nó đã đi qua đảo Barbados và St. Lucia thuộc quần đảo Windward. Sức gió tối đa của cơn bão rơi vào khoảng 80 dặm một giờ. Ủy ban Hạ viện điều tra ý định tổ chức hội nghị G7 năm 2020 tại khu nghỉ mát của Tổng thống Trump. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Gerard Nadler vào hôm thứ Tư thông báo, Ủy ban của ông sẽ mở rộng cuộc điều tra Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2020 tại khu nghỉ mát thương mại của gia đình ông ta ở Florida. Ông Nadler nói rằng, việc Tổng thống muốn tổ chức hội nghị với các lãnh đạo 7 quốc gia siêu cường trên thế giới tại Trump National Doral Miami chỉ là sự việc mới nhất trong một chuỗi những hành vi tham nhũng tự tung tự tác của Tổng thống và có thể vi phạm cả điều khoản về thù lao nước ngoài và điều khoản thù lao trong nước. Trong thông báo, ông Naylor đã ghi những lợi ích về tài chính cá nhân của Tổng thống rõ ràng đang định hình nên những quyết định liên quan đến các hoạt động chính thức của chính phủ Mỹ và đây chính xác là loại rủi ro mà các điều khoản về thù lao trong hiến pháp ngăn chặn. Trong khi đó, Tổng thống Trump công khai bên vực khu nghỉ mát của mình, cho rằng nơi đây đứng đầu trong cuộc chạy đua tổ chức hội nghị G7 sang năm nhờ vị trí thuận lợi. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và El Salvador đã ký thỏa thuận hợp tác chống di cư trái phép. Hoa Kỳ và El Salvador ngày 28 tháng 8 đã ký một thỏa thuận về hợp tác chống di cư trái phép, buôn người và các băng nhóm tội phạm. Phát biểu họp báo sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống El Salvador Nayib Bukele trong khuôn khổ chuyến thăm tới nước này, Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kevin McAlenon cho biết, hai bên đã thảo luận về cách thức hợp tác để giải quyết những vấn đề trên và ký một thỏa thuận về việc thành lập một mặt trận thống nhất trong những tuần tới. Theo ông McAlenon, cần phải có một giải pháp toàn diện hơn cho vấn đề di cư bất hợp pháp, trong đó có việc giải quyết những vấn đề có thể giúp người dân tại các nước Trung Mỹ không phải tìm mọi cách di dân để thoát khỏi tình trạng bạo lực và nghèo đói. Bộ An ninh Nội địa Mỹ, viết tắt là DHS, hài lòng vì đã hợp tác chặt chẽ với El Salvador để giải quyết các cuộc khủng hoảng về người di cư mà khu vực này đang phải đối mặt. Hai nước đều nhận thức được rằng sự hợp tác trên là vì lợi ích chung. Tổng thống Trump sẵn sàng ân xá cho việc làm sai trái miễn xây được tường biên giới. Tổng thống Donald Trump sẵn sàng ân xá mọi việc làm sai trái hay phạm luật miễn là hàng trăm dặm rào biên giới được dựng lên trước bầu cử năm 2020. Tổng thống Trump tuyên bố trước nhân viên trong một cuộc họp về bức tường biên giới.
Đừng lo, tôi sẽ ân xá cho các anh. Phụ tá phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Hogan Gutley không phủ nhận bản tin, nhưng gọi những chỉ trích nội bộ nhắm vào Tổng thống Trump là trò bịa đặt. Gutley nói, ông Donald Trump hứa sẽ bảo đảm an ninh biên giới với những chính sách di trú đúng đắn và hợp lý để các cộng đồng Mỹ an toàn hơn, và điều này sẽ diễn ra khắp mọi nơi một khi bức tường được cất lên. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cũng cho rằng, những chỉ trích nội bộ không hơn những lời bịa đặt do những người ghét sự thật trên thực tế làm tê liệt quốc gia hàng chục năm trời, và cuối cùng cũng được thay đổi vì Tổng thống Trump nhanh chóng xây bức tường hơn bất cứ ai trong lịch sử, bảo đảm an ninh biên giới và thực thi chính sách nhập cư được nhân dân Mỹ bỏ phiếu tán thành. Kính thưa quý vị, đại diện thương mại Mỹ đã xác nhận thêm 5% thuế lên hàng Trung Quốc. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ ngày 28 tháng 8 tái xác nhận kế hoạch của Tổng thống Donald Trump áp thêm 5% thuế quan lên danh sách hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 300 tỷ Mỹ kim bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 và 15 tháng 12. Thông báo chính thức của đại diện thương mại Hoa Kỳ nói vào đầu tháng 9, cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan Hoa Kỳ sẽ bắt đầu thu thuế quan 15% lên một phần danh sách chứa hơn 125 tỷ Mỹ kim giá trị hàng bị nhắm mục tiêu của Trung Quốc, trong đó có đồng hồ thông minh, tai nghe Bluetooth, TV màn hình phẳng và giày dép. Thuế quan 15% sẽ được áp dụng lên phần còn lại trong danh sách này, bao gồm điện thoại, máy tính xách tay, đồ chơi, quần áo từ ngày 15 tháng 12. Chính quyền Trump trước đây từng dự định áp đặt 10% thuế quan lên 300 tỷ Mỹ kim trị giá hàng hóa nhập khẩu xuất xứ từ Trung Quốc, nghĩa là gần như toàn bộ các mặt hàng còn lại nhập vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc mà chưa bị thuế trừng phạt của Hoa Kỳ. Thứ Sáu vừa rồi, ông Trump lên trang Twitter loan báo tăng từ 10% đó lên thành 15%. Xin quý vị hãy tiếp tục giữ nguyên băng tần 18.14 và chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam và cộng đồng.